chàng trai người Phần Lan đã dành 60 ngày sống tại ba thành phố lớn của Việt Nam và trải lòng những điều khiến anh ấy sốc. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của kênh Tự Hào Việt Nam. Các bạn thân mến, trong những năm gần đây, Việt Nam chúng ta trở thành quốc gia được nhiều du khách quốc tế lựa chọn ghé thăm. Có người còn chuyển đến sinh sống, làm việc, thậm chí tận hưởng những ngày về hưu tại đây. Lý do là gì vậy? Việt Nam có gì hấp dẫn để các du khách nước ngoài lựa chọn ưu tiên Việt Nam cho chuyến đi của mình? Như chàng Eo Uber người Phần Lan mà chúng mình sắp kể cho bạn sau đây là một ví dụ. Anh ấy đã dành hẳn 60 ngày để đến Việt Nam và trải nghiệm cuộc sống ở ba thành phố lớn ở Việt Nam. Sau chuyến đi 2 tháng của mình, bên cạnh những sự hào hứng về giải đất hình chữ S thì cũng có nhiều điều khiến anh phải há hốc miệng kinh ngạc. Vậy điều gì khiến anh này phải sốc đến như vậy? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu qua video sau đây nha. Video được chàng trai đăng tải trên kênh YouTube Jose The Nomad là một hành trình khám phá đầy ấn tượng về đất nước Việt Nam. Anh chàng này đã trải qua nhiều lời kể và đồn đại về vẻ đẹp tự nhiên, văn hóa đa dạng và đặc biệt là mức sống phải chăng của Việt Nam. Những câu chuyện này đã khơi dậy sự tò mò và đam mê du lịch khám phá trong anh, khiến anh quyết định tự mình đặt chân đến Việt Nam để kiểm chứng và chia sẻ những trải nghiệm đặc sắc qua kênh YouTube của mình. Thành phố Hồ Chí Minh, với sự sống động và phong phú về dân cư, đã trở thành điểm đầu tiên trong hành trình của anh. Anh quyết định tự mình thám hiểm và cảm nhận nhịp sống của thành phố này. Từ việc đi vòng quanh thành phố, thưởng thức cà phê ngon và những món ăn đặc sản, đến việc ghé thăm phố đi bộ vào buổi tối để trải nghiệm đầy đủ nhịp sống hối hả của người Sài Gòn, anh đã tận hưởng sự hấp dẫn trong mỗi khoảnh khắc đặc biệt của thành phố này. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ thu hút bởi sự hiện đại và phát triển, mà còn bởi sự năng động của cộng đồng. Mọi người ở đây đều rất bận rộn, nhưng điều đặc biệt là họ không chỉ làm việc mà còn biết cách thưởng thức cuộc sống. Điều này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí của anh. Hơn nữa, anh cũng đã có cơ hội làm quen với vài người bạn Việt Nam ở đất Sài Thành, những người thân thiện, hào sảng và tốt bụng, tạo nên những kỷ niệm khó quên trong chuyến hành trình của mình. Những trải nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh đã làm cho anh thấu hiểu hơn về sự đa dạng và sức sống của Việt Nam. Chàng trai này đã hứng khởi chia sẻ những cảm nhận và hình ảnh tuyệt vời này qua video trên kênh YouTube của mình, mang lại cho khán giả thêm một góc nhìn mới về vẻ đẹp và cuộc sống tươi mới của đất nước Việt Nam. Sau những ngày khám phá nhịp sống sôi động tại thành phố Hồ Chí Minh, chàng blogger quyết định mở rộng hành trình của mình đến Nha Trang, một thành phố biển tuyệt vời, nổi tiếng với bãi biển trắng mịn và nước biển trong xanh như viên ngọc. Đây được coi là một trong những địa điểm đẹp nhất Việt Nam, nơi mà thiên nhiên hòa quyện với văn hóa độc đáo. Khác hẳn với nhịp sống hối hả của Sài Gòn, Nha Trang mang đến cho du khách một không khí thư thái và giãn cách. Chàng blogger và người bạn đồng hành của anh đắm chìm trong việc tản bộ nhẹ nhàng dọc bờ biển xanh, cát trắng chảy dài, ngắm nhìn cảnh đẹp hùng vĩ và thư giãn trong làn gió biển mát lành. Đặc biệt, khi đến với bãi biển Nha Trang, họ không thể bỏ qua trải nghiệm thưởng thức hải sản độc đáo. Với đầy đủ sự tươi ngon và phong phú, hải sản ở đây là một phần quan trọng của trải nghiệm ẩm thực. Chàng blogger không ngần ngại chia sẻ rằng, Nha Trang là thiên đường của những món hải sản tươi sống, đem lại cho du khách trải nghiệm ngon miệng và phong cách ẩm thực độc đáo không lẫn với bất kỳ thành phố nào. Ngoài ra, anh cũng nhấn mạnh rằng Nha Trang không chỉ là điểm đến lý tưởng cho những người muốn thư giãn và nghỉ dưỡng, mà còn là nơi hoàn hảo để tập trung vào chăm sóc sức khỏe và tập thể dục. Không gian yên bình và thiên nhiên tươi mới tạo nên một môi trường lý tưởng cho việc tái tạo năng lượng và cân bằng tâm hồn. Nhìn chung, chàng blogger này không chỉ là người chia sẻ thông tin về đẹp và độc đáo của Nha Trang, mà còn là người truyền đạt cảm xúc và trải nghiệm cá nhân, tạo nên những câu chuyện đầy ấn tượng và hấp dẫn cho người xem qua video trên kênh YouTube của mình. Nếu bạn muốn nghỉ dưỡng thì Nha Trang chính là lựa chọn số 1. Thành phố thứ 3, cũng là thành phố cuối cùng mà anh chàng này đến chính là thành phố Đà Nẵng, cũng là thành phố ven biển như Nha Trang. Theo cảm nhận của anh, Đà Nẵng là sự giao thoa tuyệt vời giữa cảnh sắc thiên nhiên và hơi thở hiện đại. Người dân ở đây đặc biệt thân thiện và rất chào đón du khách. Trước khi kết thúc chuyến hành trình được coi là hết sức mỹ mãn này, anh bạn người Phần Lan của chúng ta đã dành chút thời gian để tóm gọn lại những điều khiến anh cực kỳ ngạc nhiên tại Việt Nam. Anh đã từng nghe về chi phí rẻ ở Việt Nam, nhưng tự mình trải nghiệm khiến anh bị sốc vì không tin nổi khi đến ở Nha Trang hay Đà Nẵng, những thành phố du lịch cực kỳ nổi tiếng ở Việt Nam. Giá phòng chỉ ở đâu đó khoảng 30 đến 50 đô la cho một căn phòng khang trang, sạch sẽ và tiện nghi. Đồ ăn và chi phí mua sắm ở Việt Nam cũng cực kỳ phải chăng. Không cần tốn quá nhiều tiền, anh vẫn có thể thưởng thức một loạt đặc sản ở mỗi nơi anh đặt chân tới. Một điều sốc hơn cả đó chính là dịch vụ Wi-Fi miễn phí ở Việt Nam. Anh đi đến đâu cũng đều có Wi-Fi miễn phí, kể cả các khu vực công cộng. Ở quán cà phê thì khỏi phải nói, chỉ chưa tới 5 đô la mà anh đã có một cốc nước ngon lành, ngồi trong phòng máy lạnh và được sử dụng Wi-Fi thoải mái.
Việt Nam thực sự là điểm đến lý tưởng không chỉ về vẻ đẹp tự nhiên, mà còn về sự tiện lợi và chi phí hợp lý. Chuyến đi này không chỉ là du lịch mà còn kết hợp công việc quay chụp và sản xuất video của anh, nên thực sự wifi miễn phí như một vị cứu tinh của anh vậy. Phải chăng điều luyến tiếc nhất với anh là chỉ có thể xin visa đến Việt Nam được 30 ngày, không thể ở lại đây quá lâu dài. Hết 30 ngày, anh phải rời đi đến một nơi khác, sau đó quay trở lại Việt Nam. Tựu chung lại, đối với anh, Việt Nam là một nơi hoàn hảo để mọi người đến đây du lịch, và nếu ai đang cân nhắc đến việc sinh sống tại đất nước này, thì đó cũng là một sự lựa chọn không tồi. Trước những chia sẻ của anh vlogger này, cư dân mạng cũng rất hào hứng chia sẻ những cảm nhận và trải nghiệm mà họ từng có tại Việt Nam. Chúng ta cùng nghe xem họ đã nói những gì nhé. Đà Nẵng đúng là thành phố đáng sống nhất. Mọi người rất thân thiện và tươi cười, bầu không khí của nơi này đúng như bạn đã xác định. Tôi đến từ Ấn Độ nhưng thực sự muốn sống ở Đà Nẵng một thời gian. Tôi cũng yêu Đà Nẵng. Không chỉ đồ ăn giá cả phải chăng mà còn những con người thân thiện đã khiến nơi đây trở nên đặc biệt. Có lần tôi mua chả bò và được cửa hàng vận chuyển miễn phí đến khách sạn của tôi. Họ cũng cẩn thận hướng dẫn tôi cách sử dụng nó một cách chính xác. Yêu thích video. Tôi vừa trở về sau 3 tuần ở Việt Nam, yêu nơi này. Tôi ở 6 đêm ở Hội An, cũng như Hà Nội và Sài Gòn. Tôi ước gì bây giờ tôi đã sống ở Đà Nẵng và Hội An. Tôi sẽ quay lại. Hãy lặp lại những gì người khác đã nói. Bạn gái của bạn rất xinh đẹp. Làm tôi bật cười khi cô ấy tình cờ chạy qua bãi biển khi bạn nhận xét rất hợp nhau, hoặc điều gì đó tương tự. Video tuyệt vời. Tôi đang trên đường đến Đà Nẵng vào tuần tới. Tôi đang thắc mắc tên khách sạn nơi bạn ở. Tôi đang tìm thứ gì đó gần bãi biển. Mọi sự trợ giúp sẽ rất được trân trọng. Cảm ơn chàng trai trẻ. Ở Nha Trang nên đi đảo, nước trong xanh và sạch hơn. Việt Nam trông giống như một giấc mơ của người nước ngoài. Tự do khỏi mọi điều tiêu cực về phương Tây. Tự do khỏi ma trận, Karens, thức tỉnh, căng thẳng, chính trị. Giá cả phải chăng và vui vẻ. Khám phá. Thời tiết tuyệt vời. 60 ngày có là gì đâu anh bạn. Tôi đã ở đây 10 năm, Việt Nam là đất nước tuyệt vời để sinh sống. Việt Nam sẽ thay đổi thị thực từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. 45 ngày miễn phí và 90 ngày thị thực điện tử. Tín hiệu này có thể sẽ là tin vui với nhiều khách nước ngoài khi đến Việt Nam. Mong các bạn sẽ vui vẻ và yêu mến con người Việt Nam. Chào mừng đến Việt Nam. Tôi đến từ Ấn Độ, nhưng thực sự muốn sống ở Đà Nẵng một thời gian. Với phở, bún bò Huế, cà phê trứng và kết nối Internet nhanh chóng. Tôi khá chắc chắn rằng kết nối Internet tại Việt Nam thuận tiện và nhanh hơn ở Thái Lan, Philippines hay Indonesia. Tôi có một ấn tượng cực kỳ tốt đối với người Đà Nẵng. Trong một tình huống khẩn cấp khi tôi phải xuống taxi ngay để kịp chuyến bay, tôi đã đánh mất chiếc máy tính xách tay ở phía sau xe. Chỉ trong vòng 10 phút, tài xế đã nhanh chóng liên lạc với tôi và không ngần ngại quay lại sân bay để trả lại vật phẩm quan trọng của tôi. Điều này thực sự làm tôi cảm thấy ấn tượng sâu sắc với lòng tốt và sự chủ động của người dân Đà Nẵng. Dù Việt Nam có thể bị đánh giá thấp trong một số khía cạnh, nhưng đối với tôi, đây vẫn là một trong những điểm đến đáng yêu nhất mà tôi từng trải nghiệm. Còn nhiều bình luận lắm, mình không thể đưa hết cho các bạn đọc trong video này. Nhưng có một điểm chung là những bình luận đã đưa ra nhận xét về những nơi Jose đã đến và trải nghiệm, cũng như đề xuất thêm những địa điểm mới hấp dẫn. Có bình luận còn giúp anh biết thêm thông tin về thời gian gia hạn thị thực khi ở Việt Nam giúp cho du khách có thêm thời gian trải nghiệm. Điều đó cho thấy cộng đồng mạng rất quan tâm đến vẻ đẹp, dịch vụ cũng như con người Việt Nam, tất cả làm nên một phần giá trị Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Là người Việt Nam, mình nghĩ rằng các bạn nên đến tất cả các địa điểm của đất nước ta ít nhất một lần. Còn ý kiến của các bạn thì sao? Hãy bình luận bên dưới video để chia sẻ về suy nghĩ của bạn sau khi xem video này. Nếu bạn thích video này, hãy cho chúng mình một like. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem những video mới nhất từ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.